Tôi là Trần Thanh Ngoãn, chủ đại lý Mười Cường, đang farm nuôi là 4 ao nuôi bạc. Ao diện tích là khoảng cỡ 1.200 mét vuông, là thêm hệ thống lắng là 3 ao, làm dích dách toàn bộ. Hiện trong ao nuôi đang dùng cái sản phẩm là bộ đôi Ruột và gồ Utinet với Diêm Thái. Nói chung là trong suốt cái quá trình nuôi là thấy cái đường ruột và tôm ăn rất là sung. Cái đường ruột nói chung nó rất to và vỏ lột hàng ngày là rất nhiều. 45 ngày là nằm về khoảng 100, 101. Còn Utinet á là mình thường thường mình chọn, nếu mà ngừa là khoảng 5. Nếu mà chọn thấy ruột lỏng, ruột yếu thì mình chọn tăng lên 10. Có thể mình chọn được 15 hoặc 20. À, còn cái thằng Diêm Thái này là mình nên ủ với nước ngọt, nước là có nước lọc thì càng tốt, và thêm một ít đường với một chút xíu muối, đủ khoảng 12 24 tiếng cho nó lên cái mang trong cái Diêm Thái này. Xong mình lấy nước, mình có thể mình trộn kết hợp với những cái thằng thuốc khác, thằng rang hoặc thằng ruột gì đó, mình lấy thay nước, lấy cái nước ủ của thằng Diêm Thái này để mình trộn những cái thuốc khác, thấy nó rất là hiệu quả.